ba con giáp trung số độc đắc, tiền tỷ cầm tay, giàu nhanh như chớp 15 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có người thời điểm trước gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng, sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khổ, đeo bám đến tận bây giờ. Xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, đặc biệt là thời điểm 15 ngày cuối tháng 5 âm lịch sắp tới, phần số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ liên tiếp kéo đến xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào và trong vận trình có những may mắn gì. Hãy theo dõi thật kỹ video để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Con giáp may mắn đầu tiên là tuổi Mão. 15 ngày cuối tháng 5 âm lịch là lúc để con giáp tuổi Mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc. Nhờ đó mà bản mệnh được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều mệnh chủ còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Đó là lúc bản mệnh được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế, hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lực dồi dào để những con giáp tuổi Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Thời gian này, nhiều người may mắn còn được nâng lương, thăng chức, đều nhờ công sức của bản mệnh đã được lãnh đạo ghi nhận. Cuộc sống bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Công việc của tuổi Mão nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện sẽ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn, tức ở với hạnh phúc và thành công của bản mệnh. Do đó, 15 ngày này, bản mệnh nên giữ mồm, giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà mình đang có. Tử vi còn cho thấy, tình hình tài chính thời gian này của tuổi Mão khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đó. Thậm chí, có nhiều mệnh chủ có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho tuổi Mão có tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, lục bạch bay về phương Bắc cho thấy một số mệnh chủ phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Ngũ hành tương sinh cũng hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, tốt lành. Để mọi sự thuận lợi, bản mệnh cần buông bỏ bớt sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Đồng thời, tương phá cho thấy có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan tới tiền nong. Nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy
vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Tỵ cho thấy, trong 15 ngày cuối tháng, bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn cũng giúp cho tuổi Tỵ hòa nhã, nhã nhặn trong cách giao tiếp với mọi người. Thái dương các tinh kế thăm phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Tỵ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu biết chấp lấy cơ hội tốt này thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay của tuổi Tỵ. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của bản mệnh, bởi vì bản mệnh luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Thời gian này, thực thần mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống của tuổi Tỵ, nhờ đó mà bản mệnh trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Bản mệnh cũng rất cởi mở cho việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ người khác. Đồng thời, nhờ sao thiên vu che chở nên lúc này bản mệnh chăm chỉ làm ăn, linh hoạt, biết chăm chút cho công việc của mình. Nhờ đó mà có cơ hội được thăng quan, tiến chức. Có những mệnh chủ thực sự tài năng khi có chút thử thách, lại là lúc các mệnh chủ thể hiện được khả năng duy trì vị trí đứng đầu khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc. Đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho mệnh chủ những lời khen ngợi. Tình hình tài chính của tuổi Tỵ lúc này cũng khá an ổn, không có điều gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn thì tuổi Tỵ phải làm khác đi. Bản mệnh chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ. Các vấn đề về chi phí lợi nhuận, bản mệnh có thể nhận được những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan. Chỉ nhờ thế, bản mệnh mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Ngoài ra, tam hội xuất hiện cho thấy bản mệnh khá xuất sắc trong việc đối nhân, xử thế và người ấy cũng không thể trách cứ bản mệnh trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng tình cảm lâu bền, bản mệnh nên xây dựng từ sự chân thành, thấu hiểu, đừng cố tạo ra vỏ bọc khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi trong tương lai. Nguyệt lệnh cùng mệnh còn dự báo trong thời gian này có thể bản mệnh bị bệnh không nặng lắm, tuy có thể kéo dài. Vì vậy, về mặt tướng mạo, sắc diện, da rẻ, không hồng hào, lý do có thể vì bạn lười, không thích hoạt động. Hỏa khí vượng cũng không hề tốt cho những người đang có bệnh nền. Thay vì tin nghe theo lời khuyên hết người này tới người khác, thì tuổi Tỵ nên nghỉ ngơi, lắng nghe cơ thể mình và nhờ bác sĩ có tâm, thấu hiểu vấn đề của mình để hỗ trợ. Cùng vì một người nên có một phác đồ riêng, lắng nghe cơ thể mình hơn và nhờ bác sĩ có tâm, thấu hiểu vấn đề của mình để hỗ trợ cùng. Vì mỗi người nên có một phác đồ riêng, phù hợp, không ai giống ai. Trong thời gian này, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Tuất. Xem tử vi năm 2021, sau rằm tháng 5 âm lịch sẽ hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Tuất. Nguyên lệnh cung dưỡng sẽ khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh.
Thời gian này, hiệu quả công việc bản mệnh được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong, thì bản mệnh chỉ cần xử lý trong một tuần. Nhìn chung, bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến người làm cùng với mình. Bản mệnh nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tầm tâm trạng của bản mệnh trở nên đầy hứng khởi. Thời gian này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình. Nếu nơi cũ không công nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bản mệnh thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi. Tuổi Tuất có thể tự quản lý bản thân rất tốt nhưng lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không thể hiểu biết tất cả. Do đó, bản mệnh nên tự học cách lắng nghe từ nhiều người khác. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong thời gian này xuất hiện nhiều cơ hội khi có thiên tài gây thăng. Càng làm ăn và kinh doanh, bản mệnh càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Vì thế, hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai giúp đỡ bản mệnh bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho ai cái gì. Với những mệnh chủ làm công ăn lương, phải biết rằng thu nhập của mình rất khó gia tăng. Nên nếu ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc đối với bản mệnh lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm trong đời sống hàng ngày vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bản mệnh kịp thời. Cuối cùng, bản mệnh phải là người tự cứu lấy mình. Tử vi còn cho thấy, bạch hổ hung tinh gây bất lợi lớn cho sức khỏe của con giáp tuổi Tuất. Cũng là lời nhắc nhở để bản mệnh bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bản mệnh đang sở hữu. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tuất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của ba con giáp gặp may mắn phát tài 15 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.